mùa 3 tập 60 của hai ngày một đêm thực sự mang đến cho khán giả một trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ. Điều đặc biệt ở tập này là sự kết hợp hoàn hảo giữa những khoảnh khắc hài hước, cảm động và những thử thách đầy kịch tính. Các thành viên đã phải đối mặt với một trò chơi mới, nơi họ không chỉ cạnh tranh mà còn phải hợp tác để vượt qua những thử thách khó khăn. Điều này khiến cho không khí chương trình trở nên sôi động và thú vị hơn bao giờ hết. Một điểm nổi bật khác là sự tương tác giữa các thành viên họ không chỉ là những người bạn đồng hành mà còn là những người hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn những câu chuyện hài hước những khoảnh khắc nhường nhịn và cả những giọt nước mắt đã tạo nên một bức tranh đa dạng về tình bạn và sự gắn kết khán giả có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động từng lời nói của họ ngoài ra cảnh quay tuyệt đẹp của thiên nhiên cũng là một yếu tố không thể bỏ qua những khủng hình tuyệt mỹ đã tạo nên bầu không khí thư giãn và dễ chịu Khiến người xem không chỉ muốn theo dõi mà còn muốn trải nghiệm những điều đó trong cuộc sống thực. Tập này không chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí, mà còn là một bài học về tình bạn, sự kiên trì và niềm vui trong cuộc sống. Tóm lại, mùa 3 tập 60 của Hai ngày một đêm đã thành công trong việc mang đến cho khán giả những giây phút đáng nhớ và ý nghĩa. Chúc các bạn vui vẻ.